Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh Hòa Nhập Cuộc Sống Mỹ của anh Lê Trung Thành, đẹp trai vô địch nổi tiếng là hài cuộc sống Mỹ. Đây, khuôn mặt của anh ấy đây. Ấm các bạn. Ở đây nè. Wow. Ê con. Rồi té nó xong rồi, anh té nó dính á. Đó, công nhận thấy á. Ờ, đứng đó được rồi. Ây da, wow. Công nhận camera man là coi như là chịu đậm mình đó, đấm mình luôn mà. Trời mà đấm mình luôn. Chậm đó, chậm đó. Ok. Ai da, ai da, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Giữ chắc nha, giữ chắc nha. Cây mẹ nó quay trên này hết rồi, nghỉ quay. Được. Bỏ vô chơi. Đưa mặt vô nước luôn. Quay cái lưng lại, quay lưng lại. Gia đình mình là gia đình YouTuber vui nhất chỗ này mà. Không ai quay phim với ngoại trường mình tại mình rảnh quá trời rảnh đi. Cương này đang chơi đi, để anh coi nha. Cứ đưa cái lưng vào đó, massage đi. Ok. Massage cho thoải mái, xây cái lưng lại đứng thẳng người lên, xây lưng lại đứng thẳng người lên. Ờ cưng, qua bển bơi luôn đi.
đi qua bển tập bơi luôn đi. Cờ lại cái chỗ Mỹ Đen đó kìa, mà nó bơi đi. Chống hai tay đó, đưa chân lên đạp. Về anh chút nữa đi. Lợi đích tàu á, gom anh. Về đây. Đi đi. Cứ đi đi, về ra nữa, cạn lắm, chỗ đó cạn lắm, về ra sau đuôi tàu á. Ôi, dạy bơi mà cũng khang tiếng không bạn ơi. Yeah. Go to the bow of the ship, okay? That's when the water is deep enough. Okay guys, I want her to practice her swimming skills, which apparently she doesn't want us to do. Come, lại bơi đuôi tàu tập đi, ơi lộn, đuôi tàu, đây. Cái đầu cứ lại nó kìa, chống tay giống như anh thích đất nãy vậy đó. Đúng không? Cắt công cái gì mà tập đi, chỗ nào có nước rồi tập cho anh, đúng không? Đi, wow, wow. À, không chơi vui quá bạn ơi. Cái chừng phía này nè là cái chỗ dành cho em bé nè, nè như công viên nước á, là nó cái chỗ này là công viên giải trí, nó có mấy khu khác là trò chơi. Bên khu này á, là công viên nước, nhưng mà riêng cái chỗ này, cái chỗ mình đang ngồi, khu vực mình đang tắm á, là dành riêng cho em bé nè. Đó. Đây, còn như người lớn á, là lên trên chơi trên đó đó. À, đó là người lớn. Ok. Wow. Ê, ok. Còn cái khu bên kia nữa là cũng là chỗ cho anh cho nít luôn ạ. À. Chụp bơi hình nha con, chừng hồi chụp bơi hình nha. Ok. Tập đi. Hít. Để tay xuống đất đạp. Đó. Để tay xuống đất và đạp. Ok. Để tay xuống đất và đạp. Tập cái chỗ gì càng hiểu sao tập. Tập gì mau dữ vậy. Thôi bồng nó ra đây chút nè. Bồng ra đây chút. Bên này đông người lắm. Khúc này vắng nè. Khúc đây nè. Đây nè. Đây nè. Wow. Wow. Nhẹ nhàng. Yes. Ok. Rồi té rồi đó. Đây nè. Hôm nay là khúc vắng nè. Ôm, rồi có khi nào hồi rớt đồng nghe không? Đó, ok, coi chừng ta sống đánh tán. Cameraman bị sóng đánh bay luôn mà. Ai à. Công nhận làm nghề camera quay phim khó thiệt. Để quay được cảnh này là cameraman phải coi như là đắm mình dưới nước, chịu sóng to gió lớn. Dĩnh nó đàng hoàng coi chừng sóng đánh tán đó đó. Rồi cưng. Làm rớt lần nữa. Ok, nè cưng. Ok, để khuyên mình. Ok mấy bạn ơi. Chẳng hạn gì, thôi quay xong chẳng luôn. Ừ, chỗ này nè, lại đây nè. Ở đây là ngồi được nè, mà sóc đủ sâu rồi. Ây da, trời, nó đã. Thôi được rồi, cứ ngồi đó với nó đi. Vậy đủ rồi, đừng sâu quá. Ok, sóng to, gió lớn, sóng to, gió lớn. Ok, baby, coi đây. Yes. Okay guys, have fun, okay? Yeah. Can't swim. Okay, nhiều đã đủ rồi, máy mình sắp hết pin rồi. Bye bye mọi người, thank you. Hẹn bữa khác gặp lại, thank you.